Phật là vạn đức trang nghiêm, vạn đức thành tựu, có nhiều đức hạnh, nên mới có thể thành Phật. Đạo đức tức là tránh khí, đạo đức ví như mặt trời mặt trăng, đạo đức đồng như trời đất, cho nên hai chữ đạo đức mọi người không thể coi thường. Đạo đức tức là đạo tràng, đạo đức tức là tu hành, phải tu hành mới có đạo đức. Đạo thì phải hành, không hành đạo dùng làm gì, đức thì phải tu, không tu đức từ đâu đến cho nên người tu đạo nếu không chú trọng về đạo đức thì chẳng cách chi để tu hành. Đạo đức tức là xả mình vì người, chẳng có tâm ích kỷ lợi mình. cho nên người tu đạo mỗi cử chỉ hành động, lời nói, việc làm đều phải chú trọng về đạo đức. khi mình có sức lực thì hết mình giúp đỡ người khác, hộ trì đạo tràng, cúng dường tam bảo, tức là hành vi giúp đỡ kẻ khác, khiến cho đạo tràng chẳng có chút phiền não gì. đó hết đều là phương pháp tu đạo đức tốt nhất. Do đó, các bạn nên đem hết sức mình, hết lòng tu cho được viên mãn, thì mới có sở thành tựu, thiền ngôn vạn ngữ một câu nói, tất cả vì chúng sinh mà chẳng vì chính mình. Đó là hành Bồ Tát Đạo. Người hành Bồ Tát Đạo thì nhất định phải đừng có cái ta, tự giác tùy quan trọng, song giác thà còn quan trọng hơn. Điểm này mong rằng mọi người hãy chú ý, tức là phải luôn luôn lợi ích chúng sinh. Ở trên đã giải thích sơ lược dị sinh chúng rồi, bây giờ giải thích sơ lược về đồng sinh chúng. Ở trong đồng sinh chúng, phần già làm ba bộ phận. Một, nói rõ tất cả pháp môn mà Bồ Tát Phổ Hiền đắc được. Hai, nói rõ pháp môn của mỗi 10 vị Bồ Tát chữ Phổ đắc được. Ba, nói rõ 10 vị Bồ Tát khác tên, mỗi vị đắc được một môn. Môn giải thoát của các đại bồ tát. Lại nữa, đại bồ tát phổ hiền và môn giải thoát, biển phương tiện, không thể nghĩ bàn và biển công đức của như lai, nghĩa lý kinh văn ở trước chưa biểu đạt hết, nên bây giờ tiếp tục nói tiếp. Vị bồ tát phổ hiền là một trong bốn vị đại bồ tát, ngài và bồ tát văn thù hầu hai bên đức phật thích ca, bồ tát văn thù ở bên trái, bồ tát phổ hiền ở bên phải. Bồ Tát Văn Thù đại biểu trí huệ chứng ba đức cho nên nặng về tất cả bát nhã. Bồ Tát Phổ Hiền đại biểu lý định hạnh ba đức cho nên nặng về tất cả tam muội. Đại Bồ Tát Phổ Hiền lớn nhất về hạnh lực và nguyện lực, ngài phát Mười đại nguyện vương bao quát tất cả hạnh nguyện ở trong đó cho nên là vua trong các lời nguyện. Mười hạnh nguyện là một lễ kính chư Phật, hai xưng tán Như Lai, ba quảng tu cúng dường bốn sám hối nghiệp chướng năm tùy hỷ công đức sáu Thình truyền pháp luân bảy thỉnh phật trụ thế tám thường tùy phật học chín hằng thuận chúng sinh mười phổ giai hồi hướng cảnh giới của ngài tu không thể nghĩ bàn cảnh giới của ngài vào cũng không thể nghĩ bàn vì tu cảnh giới không thể nghĩ bàn nên vào cảnh giới không thể nghĩ bàn ngài tự vào cảnh giới không thể nghĩ bàn đồng thời cũng muốn tất cả chúng sinh vào cảnh giới không thể nghĩ bàn vào như thế nào, tức là khuyên chúng sinh rộng tu mười đại hạnh nguyện thì sẽ đạt đến môn giải thoát không thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát phổ hiền, ngài đã vào môn giải thoát biến phương tiện không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn là gì? Tức là không thể dùng tâm ý để suy lượng, không thể dùng lời lẽ để nói rõ được. Biển phương tiện là gì? cảnh giới của Phật và cảnh giới của Bồ Tát Phổ Hiền vào. Chẳng phải nói, ở trong cõi thường tịch quang, hoặc khởi một niệm, hoặc khởi một vọng tưởng, muốn đến thế giới này giáo hóa chúng sinh, Ngài chẳng cần như thế. Ở trong lý chân đế chẳng cần động, thì sẽ thành tựu việc tục đế. Đây là cảnh giới lý sự vô ngại, không thể nghĩ bàn. Tức cũng là lý chẳng ngại sự, sự chẳng ngại lý. Tức trong lý cũng có sự, trong sự cũng có lý cho nên đây là biển phương tiện lý sự vô hại. Còn có một thứ phương tiện là trong nhân địa thành tựu quả giác viên mãn, cho nên tức nhân tức quả, tức quả tức nhân, nhân quả giao triệt. Đây là biển phương tiện sự sự vô hại, sự và sự vốn phải có chứng ngại, song chẳng chứng ngại, đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Trong kinh lăng nghiêm có nói không động đạo tràng, khắp mười phương cõi, thân dung mười phương vô tận hư không. Đây là cảnh giới lý sự vô ngại, nơi đồng sợi lông, hiện cõi bảo vương, ngồi trong hạt bụi, truyền bánh xe phát. Đây là cảnh giới sự sự vô ngại. Ở trên là cảnh giới lý sự vô ngại, không thể nghĩ bàn. Ở sau là cảnh giới sự sự vô ngại, không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là biển phương tiện vào được môn giải thoát biển phương tiện không thể nghĩ bàn thì theo đó vào biển công đức của Phật khi Phật tù công đức thì công đức dù nhỏ như hạt bụi cũng chẳng bỏ qua vì ngày tháng tích lũy công đức sẽ như biển cả cho nên nói biển công đức của như lai gồm có một giải thoát tên là nghiêm tịnh tất cả cõi Phật điều phục chúng sinh khiến cho họ rút giáo ra khỏi biển sinh tử đây là người môn giải thoát của Đại Bồ Tát Phổ Hiền đã chứng được. Ngài chẳng lưu giữ mà nói ra, chúng ta biết môn giải thoát này, thì cũng phải chiếu theo môn giải thoát này mà tu hành. Môn giải thoát này tên là nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, điều phục chúng sinh khiến cho họ rốt ráo lìa khỏi biển sinh tử. Môn giải thoát này hay khiến cho tất cả các cõi Phật đặc biệt trang nghiêm và thanh tịnh, điều phục được chúng sinh ca cửa khiến cho họ rốt ráo lìa khỏi biển sinh tử. Trang nghiêm thế gian và trang nghiêm xuất thế gian khác nhau. Sự trang nghiêm thế gian vì chẳng lìa được pháp nhiễm ô cho nên có vị khí trần tục bên trong. Sự trang nghiêm xuất thế gian thì thanh tịnh chẳng có pháp nhiễm ô tồn tại. Nhiễm ô là gì? Có tâm tham tức là nhiễm ô, có tâm sân cũng là nhiễm ô, có tâm suy si cảm nhiễm ô, thậm chí có tâm dâm dục, tâm đố kỵ đều là nhiễm ô. Nếu có những thứ nhiễm ô này thì tuyệt đối không thể lìa khỏi được khổ trong sáu nẻo ba cõi. Hiện tại trang nghiêm thanh tịnh tận hư không khắp pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật. Tại sao phải trang nghiêm cõi nước chư Phật? Phải trang chư Phật thích đẹp đẽ? Chẳng phải vì muốn giáo hóa những chúng sinh không dễ giáo hóa khiến cho họ thấy được cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh thì tự nhiên trừ khử tất cả ba độc tham sân si khiến cho thân tâm mát mẻ. Điều phục là gì? Điều là điều thuận, phục là hàng phục. Điều thuận và hàng phục những chúng sinh can cường, tức cũng khiến cho chúng sinh có tập khí mau bệnh, tất cả mọi thứ nhiễm ô đều được thanh tịnh thì có thể trở về nguồn cội rốt ráo để khỏi biển sinh tử. Chúng ta ở trên thế giới này, tức cũng là ở trong biển khổ, có khi cảm thấy như thế này là tốt, Thế kia là không tốt, có khi thích việc này chẳng đồng ý việc kia, đó hết đều là khổ, tức cũng là xoay vòng ở trong vọng tưởng, trôi nổi trong luân hồi. Luân hồi ở đây chẳng phải luân hồi sau khi chết, mà là luân hồi của sự sống. Bạn sinh một niệm thiện thì như sinh phải có trời. Do đó có câu vì thiện tối lạc, nghĩa là làm một việc thiện thì trong tâm rất vui vẻ, lâng lâng như thần tiên. Nếu sinh một niệm ác thì như là đọa địa ngục phải chịu lương tâm cắn rứt giống như thọ tội tóm lại bạn khởi vọng tưởng gì thì chuyển động ở trong sáu nẻo vì trong thức thứ tám có vọng niệm này sau đó tạo thành vọng nghiệp bên ngoài nếu chẳng có vọng niệm thì vọng nghiệp cũng chẳng sinh cho nên tất cả nghiệp đều do mê hoặc tạo thành tạo nghiệp rồi thì thọ quả báo vĩnh viễn chẳng lìa khỏi được luân hồi sanh tử trong sáu nẻo vậy làm thế nào để lìa khỏi ba cõi muốn không thọ luân hồi chỉ có một biện pháp tức là tu hành riêng tu giới định huệ diệt trừ tham sân si diệt sạch ba độc thì rốt ráo ra khỏi được tam giới và luân hồi có môn giải thoát tên là đến khắp tất cả cảnh giới đầy đủ công đức ở chỗ của như lai tu lại có môn giải thoát tên là đến khắp tất cả cảnh giới đầy đủ công đức ở chỗ của như lai tu tức là đến khắp hết thảy chỗ của phật ở vì công đức của phật tù đều phiên mãn phước cũng đầy đủ huệ cũng đầy đủ cho nên dùng phước huệ để trang nghiêm cảnh giới công đức có môn giải thoát tên là an lập các biển đại nguyện của tất cả bồ tát lại có môn giải thoát tên là an lập biển đại nguyện của tất cả bồ tát tù đủ thứ hạnh của bồ tát mới thành tựu công đức của bồ tát mới có các biển đại nguyện. Công đức của Bồ Tát có 6 thứ. một Địa vị, hai Nguyện lực, 3. Mười hạnh, thủ thắng, 4. Mười phương tiện, 5. Mười như thị, 6. Chứng pháp giới. Có môn giải thoát tên là hiện vô lượng thân, nhiều như số hạt bụi khắp pháp giới. Lại có môn giải thoát tên là hiện vô lượng thân, nhiều như số hạt bụi khắp pháp giới. Ngài hiện ra khắp hết thầy vô lượng vô biển hóa thân nhiều như số hạt bụi trong pháp giới, hoặc hiện thân Phật, hoặc hiện thân Bồ Tát, hoặc hiện thân Duyên Giác, hoặc hiện thân Thanh Văn, tóm lại, ứng cơ hiện khắp để diễn nói Pháp. Có một giải thoát tên là diễn nói tên khác nhau khắp tất cả các cõi không thể nghĩ bàn. Lại có một giải thoát tên là diễn nói tên khác nhau khắp tất cả các cõi không thể nghĩ bàn. Hàng ngày diễn nói không thể nghĩ bàn tên của phật và bồ tát đủ thứ sự khác nhau khắp tất cả cõi nước có một giải thoát tên là trong tất cả hạt bụi đều hiện vô biên thần thông cảnh giới của các bồ tát lại có một giải thoát tên là trong tất cả hạt bụi đều hiện thần thông cảnh giới của các bồ tát có số thế giới nhiều như hạt bụi mỗi hạt bụi là một thế giới ở trong mỗi thế giới có vô biên các bồ tát đều hiện thần thông cảnh giới của mỗi vị Hạt bụi tùy giống nhau, sau các Bồ Tát hiện cảnh giới chẳng giống nhau, cho nên có vô lượng hạt bụi lại hiện ra vô lượng Bồ Tát, vô lượng Bồ Tát lại hiện ra vô lượng thần thông, cảnh giới, đây là môn giải thoát không thể nghĩ bàn. Có một giải thoát tên là trong một niệm, hiện ra việc kiếp thành, kiếp hoại trong ba đời. Lại có một giải thoát tên là trong một niệm, hiện ra việc kiếp thành, kiếp hoại trong ba đời. Ngài có thể ở trong thời gian ngắn nhất Hiện ra kiếp đời quá khứ, kiếp đời hiện tại, kiếp đời vị lai Đây là việc bốn trùng kiếp thành trụ hoại không trong ba đời Kiếp là tiếng phạm dịch ra là thời phân Tức cũng là thời gian phân biệt Ví như vô lượng kiếp, tức là vô lượng thời gian, kiếp ba đời, tức là thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai ba đời. Phương pháp tính kiếp có hai cách. 1. Lấy 13.9.600 năm là một kiếp 1 vạn 9 600 năm là một tiểu kiếp 20 tiểu kiếp là một trung kiếp 4 trung kiếp là một đại kiếp 2. Lấy tuổi thọ của con người làm đơn vị Từ 8.4.000 tuổi bắt đầu giảm Mỗi 100 năm giảm xuống một tuổi Độ cao của thân thể cũng giảm một tấc giảm đến tuổi thọ của con người chỉ còn 10 tuổi thì ngừng. Sau đó, mỗi 100 năm, tăng thêm một tuổi, thần cũng cao thêm một tấc tăng đến tuổi thọ của con người là 8 vạn 4 000 tuổi thì ngừng. Một lần tăng, một lần giảm như thế là một kiếp, 80 tiểu kiếp là một đại kiếp. Khi thế giới thành, thời gian 20 tiểu kiếp, trụ cũng 20 tiểu kiếp, hoại cũng 20 tiểu kiếp không cũng thành mươi tiểu kiếp, cho nên trong một đại kiếp có thành trụ hoại không bốn giai đoạn. Đời quá khứ có thành trụ hoại không của quá khứ, đời hiện tại có thành trụ hoại không của hiện tại, đời vị lai có thành trụ hoại không của vị lai. Thân thể của chúng ta cũng có thành trụ hoại không, dòng chẳng gọi thành trụ hoại không, mà gọi sinh trụ dị diệt. Khi sinh ra, đến 20 tuổi là thành, đến khoảng 40 tuổi là trụ, đến khoảng 60 tuổi là dị, đến khoảng 80 tuổi là diệt. Dị là biến hoại, diệt là không, chẳng còn gì nữa. Đây là pháp tính theo tuổi thọ của con người 80 tuổi. Tóm lại, trong sự vật có thành trụ hoại không? Trong thân người thì có sinh trụ dị diệt hoặc sinh giả bệnh chết. Đó là biểu hiện của sự vô thường ở trong một niệm hiện ra cảnh giới này. Có môn giải thoát tên là thị hiện biển các căn của tất cả Bồ Tát tự vào cảnh giới của mình. Lại có môn giải thoát tên là thị hiện biển các căn của tất cả Bồ Tát tự vào cảnh giới của mình. Các căn mắt tài mũi lưỡi thân ý của Bồ Tát sử dụng với nhau. Mắt của Bồ Tát chẳng những thấy mà còn có thể nghe người nếm biết đầy đủ năm thứ công năng. Lỗ tài cũng như thế, ngoài sự nghe ra cũng có thể thấy người nếm biết bốn căn kia cũng như thế đều dụng với sáu căn một căn đầy đủ năm căn cho nên cảnh giới của bồ tát tự nhập vào cảnh giới của mình mỗi một căn và cảnh giới của mỗi căn mỗi căn có sự khác nhau có môn giải thoát tên là dùng sức thần thông hóa hiện đủ thứ thân khắp vô biên pháp giới lại có môn giải thoát tên là dùng sức thần thông hóa hiện đủ thứ thân khắp vô biên pháp giới bồ tát hay dùng sức thần thông để biến hóa thể hiện đủ thứ thân có khi hiện thần bồ tát có khi hiện thân trời rồng tám bộ tóm lại người đang dùng thân gì độ được thì hiện thân đó mà độ họ sự hóa thân này khắp hết thầy trong mười phương vô biên pháp giới có môn giải thoát tên là hiện bày môn thứ lớp pháp tu hành của tất cả bồ tát vào nhất thiết trí phương tiện rộng lớn lại có môn giải thoát tên là hiền bày môn thứ lớp pháp tu hành của tất cả bồ tát vào nhất thiết trí phương tiện rộng lớn chỉ bày rõ ràng pháp tu hành lục độ vạn hạnh của tất cả bồ tát y theo thứ lớp pháp môn tu hành tức là trước hết tu bố thí sau đó chỉ giới tu nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí huệ tu hành viên mãn thì sẽ đạt được nhất thiết trí huệ thứ trí huệ này rộng nhất, lớn nhất, vô lượng muôn phương tiện. Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền dùng công đức của mình lại nương sức oai thần của Đức Như Lai quán khắp tất cả đại chúng hải hội, rồi nói bài kệ rằng: Lúc đó vị Đại Bồ Tát Phổ Hiền dùng công đức của mình tu hành trong quá khứ, đời đời kiếp kiếp trong tất cả biển kiếp và nương đại oai thần lực của Như Lai quán sát khắp đại chúng nhiều như biển cả ở trong pháp hội. Quan sát xong rồi, bèn dùng cạn để nói rõ lại tỉ mỉ ý nghĩa trong trường hàng ở trên. Đức Phật trang nghiêm cõi rộng lớn, đồng như tất cả số hạt bụi, Phật tử thanh tịnh đầy trong đó, mưa pháp diệu nhất không nghĩ bàn. Đức Phật trang nghiêm cõi rộng lớn, thanh tịnh pháp thân tỷ lô giá na Phật, Ngài trang nghiêm các cõi Phật rộng lớn, đồng như tất cả số hạt bụi, cõi của ngài trang nghiêm, đồng như số hạt bụi nhiều khắp tận hư không biến pháp giới, phật tử thanh tịnh đầy trong đó. ở trong mỗi cõi đều có phật tử tu hạnh thanh tịnh, thần thanh tịnh thì chẳng nhiễm ô sát sinh trộm cắp và dâm dục, miệng thanh tịnh thì chẳng nói dối nói theo rẻ chảy mắng và hai lưỡi, ý thanh tịnh thì chẳng có tham sân gì. những đại bồ tát như thế đầy khắp vào trong tất cả cõi phật. Phật tử là gì? Tức là đệ tử của Phật. Phật tử phân ra ba thứ. Một ngoại tử, hai giá tử, ba chân tử. Một ngoại tử tức là phàm phu đệ tử ở ngoài Phật pháp, vì chẳng hiểu Phật pháp, song có Phật tánh. Cho nên Phật nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Chỉ cần là chúng sinh chẳng màng tin Phật hay không tin Phật, tương lai đều có cơ hội thành Phật do đó hết thảy chúng sinh đều là Phật tử. Hai giá tử, tức là hàng nhị thừa thanh văn duyên giác, chẳng phải từ đại pháp chân chánh của Phật sinh ra, giá tử nói theo nghĩa thế tục là con của vợ lẽ sinh, chứ chẳng phải vợ chính, cho nên chẳng có quyền thừa kế. Ba chân tử, tức là Bồ Tát là chân Phật tử từ miệng Phật sinh ra, từ Phật Pháp hóa sinh, chân tránh từ Đại Pháp sinh ra. Hiện tại đang nói là thanh tịnh Phật tử, tức là chân tử, Phật tử chân tránh. Mưa Pháp diệu nhất không nghĩ bàn, Phật và Phật tử thanh tịnh. Ở tại cõi thanh tịnh nói Pháp diệu nhất không thể nghĩ bàn, giống như mưa xuống khiến cho tất cả chúng sinh đắc được Pháp ích. Vì diệu nhất không thể nghĩ bàn mà tăng trưởng căn lành như nơi hội này thấy Phật ngồi, trong tất cả bụi đều như thế, thần Phật không đến cũng chẳng đi, hết thảy các cõi đều hiện rõ. Như nơi hội này thấy Phật ngồi, giả như bạn ở trong pháp hội này, thấy được Phật ngồi trên tòa sư tử vì chúng sinh hiện thân thuyết pháp. Trong tất cả bụi đều như thế, trong hết thảy tất cả cõi hạt bụi cũng như thế, Phật đều vì chúng sinh sẽ nói diệu pháp thần Phật không đến cũng chẳng đi. Thần Phật như như bất động, liễu liễu thưởng minh, chẳng đến chẳng đi, chẳng đi chẳng đến. Hết thảy các cõi đều hiện rõ. Tuy thần Phật chẳng đến cũng chẳng đi, song trong hết thảy các cõi đều hiện ra thân Phật rõ ràng. Hiện bày sở tu của Bồ Tát, vô lượng thứ địa các phương tiện và nói lý chân thật khó nghĩ, khiến các Phật tử vào Pháp giới. Hiện bày sở tu của Bồ Tát, hiện ra rất rõ pháp môn tu hành của tất cả Bồ Tát. Vô lượng thứ địa các phương tiện, địa vị của Bồ Tát, nguyện lực của Bồ Tát tu mười pháp môn ba la mật Thủ thắng và mười phương tiện đều là vô lượng vô biên. Mười phương tiện tức là một phương tiện bố thí, hai phương tiện trì giới, ba phương tiện nhẫn nhục, bốn phương tiện tinh tấn, năm phương tiện thiền định, sáu phương tiện trí huệ, 7 phương tiện đại từ, 8 phương tiện đại bi, 9 phương tiện giác ngộ, 10 phương tiện chuyển bánh xe pháp bất thối. Và nói lý chân thật khó nghĩ, lại nói 10 thứ như thị, chứng tác đạo lý chân thật vi diệu không thể nghĩ bàn. 10 như thị như vậy, tức là một tướng như vậy, hai tánh như vậy, ba thể như vậy, bốn lực như vậy, năm tác như vậy, 6 nhân như vậy, 7 duyên như vậy, 8 quả như vậy, 9 báo như vậy, 10 gốc ngọn rốt giáo như vậy. Khiến các Phật tử vào Pháp giới, hay khiến cho tất cả Phật tử đều nhập vào Pháp giới, tâm lượng của Ngài tràn đầy Pháp giới, thần thông của Ngài tràn đầy Pháp giới, sự thuyết pháp của Ngài tràn đầy Pháp giới, tất cả hết thảy đều tràn đầy Pháp giới. Sinh ra hóa Phật nhiều như bụi, ứng khắp quần sinh tâm ưa thích, vào sâu pháp giới môn phương tiện, rộng lớn vô biên đều khai diễn. Sinh ra hóa Phật nhiều như bụi, vị Bồ Tát này có thể hóa Phật nhiều như hạt bụi, ứng khắp quần sinh tâm ưa thích, Ngài ứng hiện khắp hết thảy sự ưa thích ở trong tâm của tất cả chúng sinh, tùy theo căn cơ mà thuyết pháp. Vào sâu pháp giới môn phương tiện, Ngài vào được pháp môn phương tiện pháp giới sâu nhất, tức cũng là pháp môn quyền xảo phương tiện. Rộng lớn, vô biên đều khai diễn. Pháp môn này rộng lớn, vô biên đều khai thị diễn nói tất cả diệu pháp. Danh hiệu như lai đồng thế gian, cõi nước mười phương đều sung mãn. Tất cả phương tiện chẳng đúng qua, điều phục chúng sinh đều địa cấu. Danh hiệu như lai đồng thế gian, danh hiệu của Phật nhiều đồng hết thảy số hạt bụi tại thế gian chẳng cách chi tính đếm được. Cõi nước mười phương đều sung mãn, hết thảy cõi nước mười phương đều sung mãn danh hiệu của Phật. Tất cả phương tiện chẳng lướng qua, Phật dùng tất cả pháp môn phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh. Khiến cho chẳng có một chúng sinh nào lướng qua, điều phục chúng sinh đều lìa cấu, điều phục tất cả chúng sinh can cường, khiến cho họ lìa khỏi tất cả pháp nhiễm ô mà sinh tâm thành tịnh. Pháp nhiễm ô tức là tất cả sự việc người thế gian làm. Pháp thanh tịnh tức là tất cả sự việc người xuất thế gian làm. Điểm này các bạn nên nhận thức rõ ràng, minh bạch hiểu rõ gì là pháp nhiễm ô, gì là pháp thanh tịnh. Phật ở trong tất cả hạt bụi, thị hiện vô biên sức thần thông, đều ngồi đạo tràng diễn nói Pháp như hạnh bồ đề Phật thuộc xưa. Phật ở trong tất cả hạt bụi, Phật ở trong tất cả hạt bụi cõi nước, Thị hiện vô biên sức thần thông thì hiện ra sức đại thần thông chẳng có bờ mé đều ngồi đạo tràng diễn nói pháp Phật ngồi đạo tràng ở trong mỗi hạt bụi cõi nước diễn nói pháp vi Diệu vô thượng như Hạnh Bồ Đà Phật thuở xưa giống như Hạnh Bồ Đà của Phật tu thuở xưa chỉ bày cho chúng sinh khiến cho họ phát tâm Bồ Đà ba đời hết thảy kiếp rộng lớn trong niệm niệm Phật đều thị hiện Tất cả các việc thành hoại đó, trí không nghĩ bàn đâu chẳng thấu. Ba đời tất cả kiếp rộng lớn. Thời gian lâu dài, ba đời tất cả kiếp rộng lớn. Ba đời, thời gian đã rất dài, kiếp rộng lớn càng lâu dài hơn. Trong niệm niệm, Phật đều thị hiện. Phật ở trong mỗi niệm đều thị hiện ra cảnh giới này. Tất cả các việc thành hoại đó, ở trong ba đời, có thành trụ hoại không bốn trùng kiếp. Kiếp thành là thành như thế nào? Kiếp trụ là trụ như thế nào? Kiếp hoại là hoại như thế nào? Kiếp không là không như thế nào? Phật đều nói rất rõ ràng. Chí không nghĩ bàn đâu chẳng thấu. Phật có diệu trí huệ không thể nghĩ bàn. Đối với cảnh giới này chẳng có gì mà chẳng thấu rõ. Chúng hội Phật tử rộng vô hạn. Muốn cùng dò lường các Phật địa. Pháp môn trừ Phật chẳng bỏ mé đều muốn biết rõ rất là khó chúng hội Phật tử rộng vô hạn, các vị Đại Bồ Tát và hàng nhị thừa cùng với phàm Phu, tất cả những Phật tử này, rất nhiều ở trong Pháp hội, không biết là bao nhiêu, chẳng cách chi tính đếm được. Muốn cùng dò lường các Phật địa, các vị đó đều muốn minh bài cảnh giới các Phật địa cứu kính như thế nào. Pháp môn chư Phật chẳng bà mé, dòng cảnh giới chư Phật và pháp môn trừ Phật vô lượng vô biên chẳng cách chi dò đường được. Đều muốn biết rõ rất là khó. Nghĩ muốn dò đường cảnh giới của Phật, nghĩ muốn minh bạch pháp môn của Phật, đây là việc thật không dễ dàng. Phật như hư không chẳng phân biệt, đồng chân pháp giới chẳng chỗ nương, hóa hiện khắp hết đâu chẳng có, đều ngồi đạo tràng thành tránh giác. Phật như hư không chẳng phân biệt, pháp thần của Phật đầy khắp tất cả mọi nơi, vô sở tại cũng vô sở bất tại, giống như hư không, nói nó có chăng, tức nhìn mà chẳng thấy, nói nó chẳng có chăng, lại đầy khắp hư không, ví như hư không, nói nó chẳng có, nó vẫn tồn tại, nói nó có, nó lại là không. pháp thân của phật cũng như thế, với hư không chẳng có phân biệt, đồng chân pháp giới không chỗ nương, bình đẳng một chân pháp giới, nó vốn là không chỗ nương mà là chỗ nương của tất cả vạn vật hóa hiện khắp hết đâu chẳng có pháp thân của phật hóa hiện ở trong mỗi cõi nước khắp trong pháp giới chẳng có chỗ nào mà chẳng có hóa thân của phật đều ngồi đạo tràng thành chánh giác pháp thân của phật khắp hết trong tất cả cõi nước đều ngồi dưới cội bồ đà thành chánh giác phật dùng diệu âm rộng tuyên dương tất cả các địa đều thấy rõ hiện khắp trước mỗi mỗi chúng sinh đồng với như lai pháp bình đẳng Phật dùng diệu âm rộng tuyên dương. Phật dùng pháp âm vì diệu, rộng tuyên dương Phật pháp khắp nơi, khiến cho Phật pháp lưu thông đến mọi nơi, khiến cho chúng sinh đều minh bạch nghĩa chân thật của Phật pháp. Tất cả các địa đều thấy rõ, từ sơ địa đến đẳng giác địa vị pháp thân đại sĩ, đối với sở tu chân thật pháp và tất cả các địa, các ngài đều thấu rõ hiện khắp trước mỗi mỗi chúng sinh xuất hiện khắp ở trước tất cả chúng sinh mà vì họ nói pháp đồng với như lai pháp bình đẳng vì chúng sinh nói diệu pháp bình đẳng tức cũng chẳng có pháp phân biệt do đó có câu tâm phật chúng sinh cả ba chẳng khác biệt khiến cho chúng sinh tự biết tự tánh chỉ cần tu hành thì sẽ thành phật